giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. Dạ sau đây con thấy còn thời gian. Dạ con xin đọc bài kinh Từ Bi Kinh ạ. Tay cho mình dọn lòng thanh, dọn lòng an tịnh thanh, đạo cực cũng màng khoan, thanh bần thủ phận an nhàn, không ham thế sự tịnh an cõi lòng, lục căn chế ngự nghiêm phòng, không cho liều lĩnh luyến mong dục trần, không làm nhơ bẩn tinh thần, tránh lời chê trách thánh nhân phê bình, mong cầu tất cả chúng sanh dồi dào hạnh phúc hòa bình sanh nhai, cầu cho ba giới bốn loài chúng sanh yếu mạnh vắng dài bình trung, béo gầy nhỏ lớn không cùng, hữu hình vô tướng muôn trùng gần xa, chưa sanh hoặc đã sanh ra, thảy đều cộng hưởng hàng sa phước lành. Nguyện không lừa gạt dối manh, khinh người miệt chúng hư danh trang hiền, dầu cho thân thuộc xóm giềng, người dưng kẻ lạ các miền xa xăm, trong cơn phẫn nộ giận thầm, cũng không lo nghĩ mưu thâm hại người. Như lòng mẫu thanh tươi, trăm cay ngàn đắng vui cười vì con. Dầu cho một mất, bảo tồn con trẻ vuông tròn ăn chơi. Tình ghi tạc đời đời, từ bi rộng lớn bầu trời thênh thang. Học đòi từ mẫu cương vàng, mở lòng thương xót bụa tràng gần xa. Chúng sanh trong cõi xa bà, thoát vòng khổ não vượt ra luân hồi. Hằng ngày rải khắp các nơi, bốn phương tám hướng cầm trời bao la. Tấm lòng bác ái vị tha, gội nhừng tư tưởng đậm thương. Lòng từ trong sạch như gương, không pha ác cảm không vương thù. Cố tâm niệm niệm công phu, khi đi khi đứng chuyên tu tham thiền. Nằm ngồi mặc niệm thường xuyên, sưu tầm đạo quả gieo duyên niết bàn. Đó là phương pháp thế gian, đó là hạnh kiểm đưa đàn vô sanh. Thánh nhân ca tụng tán thành, xuôi dòng thánh phức lữ hành nhập lưu. Vượt lên đến mức thắng u, khai thông tuệ nhãn tầm su đỉnh đầu. A hàm đạo tuệ gương màu, đoạn tuyệt tà kiến xả câu dục tình. Bất lai cảnh giới hữu hình, phạm thiên tạm ngự, nghiêm minh niết bàn. Dạ, sau đây một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân Ngài Trí Đức ạ. Dạ sau đây con kính dâng mic lại cho Ngài để Ngài có thể giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay, Kinh Pháp Cú 240 ạ. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng đã cùng con lễ bái Tam Bảo. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Hải Ya, Nam mô Tam Ma Ya, Nam mô Tăng Hải Ya. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng trong những nick name mà chúng tôi không đọc rõ. Chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Chào Sư Nguyên Trang, Sư Nhục Quỳnh, Đạo Hữu Trà Hậu Ngọt, Sư Công Nhược, Sư Minh Ta, Sư Căn Tư, Sư Diễm Nguyễn, Đạo Hữu Tâm Hạnh và Sư Tầm An. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 248. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ơn Đức Tam Bảo. Tất cả nó thế giá sa quân đà bi. Bụt thù ma hê si, ở ra hành tất thà gà tổ lô, Cô tam mô tắp bà gà rù, ít chệt thà cô lô, cá sơ sa thà, chá na đầm, mắc cô quy đô, quân đà, mắc hành tăng, ná ra phù. Chân này giác gần Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói chăng, tu thượng giáo chủ trí năng vô lượng. Từ đế Ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường.
Nam mô Bát Địa Biết Tát Xuất Sát Thu Nô Rô Ca Na Mần Tha Sa Vi Na Ca Rô Cô Sa Pa Nhu Bút Tha Pa Ti Phù Ti San Nha Tu Vân Đà Ma Hành Tăng Na Ra Pu. Cha Này Giác Cần Pháp Bảo Vi Nhân Vạn Như La Xuê Sáng Vẹt Màng Vô Minh Phá Tan Lầm Đặc Dũng Sinh Đầy Những Phật Hộ Quang Minh Rõ Ràng. Con xin đảnh lễ Pháp Quang đảnh cho công chúng nhân gian cúng dường. Sanh khu xuất thô xuất cát tát xuất xà quát cô xích khà xuất cà mô quát đá thầm mắt xích khát cô niền đà bất sanh xà đi a na đá rô quát rô quanh đà mắt hành tăng nó ra phù. Cha này giác cần tăng bảo tinh văn bậc đà tâm học môn rõ để mà thân các ngài thanh tịnh đi trần xa lìa thế pháp phàm nhân ai bị. Con xin lên lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Rất tận át tây gia tề che nó sẽ khà mê tu thanh an tát xa bi à nú pha quê nó sẽ hát xa dê nó sẽ trật tụ. Cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Gia. Còn tán dương ơn đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 248. Quý vị quan hỷ nhìn lên trên màn hình ha. Câu 248. Evang phu purisa cha na hi. Evang phu purisa cha na hi. Evang phu purisa cha na hi. Câu đầu tiên chúng ta có được bốn từ à. Evang là một, phu là hai, purisa là ba, cha na hi là bốn. Evang là như thế, như vậy. Evang như vậy, mê tôi su tăng là được nghe. Ê hoặc mê su tăng thì như thế như vậy. Rồi phô, đây là một bất biến từ. Phô một cái sự kêu gọi, một cái sự hướng về một người nào đó. Ở đây phô có nghĩa là này ông kia, này ông kia. Tại sao gọi là ông kia? Bởi vì chữ Purisa, Purisa nó là một danh từ nam tính, Akaranta Pumlinga. Purisa ở đây nó đứng trong cái dạng Alapana, Alapana Vipati. Nhưng mà Alapana một cái dạng gọi là kêu gọi xưng hô. Đây là cách chia thứ tám gọi là hô cách. Purisa là người đàn ông hay là nam nhân cho nên mới gọi là cô ông kia à. Còn người nữ thì chắc rằng không phải là này ông kia mà này bà ơi. Rồi chana hít, Jana hi, đây là một cái động từ su ích do cái ngữ nhà là hiểu biết. Nhưng mà chana hi đây là một cái cách mà bảo người ta hãy chú ý, hãy lắng nghe, hãy chú tâm. Thì ở đây chana hi có ý nghĩa rằng hãy biết rằng, hãy biết rằng bởi vì chữ Purisa nó đứng trong cái dạng hô cách Alapana cho nên đây là một cái vấn đề ra lên à. Rồi bây giờ chúng ta đến câu số 2 để hai câu này bổ sung ý nghĩa cho nhau. Ba bát thầm mà a sanh nha ta, ba bát thầm mà a sanh nha ta, ba bát thầm mà a sanh nha ta. Câu số 2 có hai từ, ba bát thầm mà là một, a sanh nha ta là hai.
Ba ba tham ma do hai từ đi chung với nhau ha. Cái ba ba nó là một danh từ trung tính. Akarantanapum sakalinga. Ba ba là việc ác, việc xấu. Trung tính ở đây có nghĩa là người nam, người nữ cũng có thể sử dụng được. Cho nên ba ba là trung tính. Rồi chữ tham ma do cái từ tham ma. Tham ma là một danh từ nam tính, ác ranh ta phùng linh ga. Tham ma có nghĩa là pháp. Tham ma có nghĩa là pháp. Nhưng mà ở đây chữ tham ma nó đứng đứng trong cái dạng chủ cách số nhiều. Bà tham ma bà hu quá cho nó bị phát tí. Cho nên chữ tham ma nó biến thành tham ma. Tham ma có nghĩa là các pháp, nhưng mà có chữ ba bá ở trước nữa, cho nên ba bá thăm ma là các ác pháp, các ác pháp, các bất thiện pháp. Rồi rồi cái từ thứ hai, asanyata. Chúng ta thấy tiếp đầu ngữ á ở phía trước có nghĩa là không, rồi chữ sân có nghĩa là hoàn toàn, và chữ nha ta do căn ngữ dầm có nghĩa là chế ngữ, chế ngữ. Vậy thì á sân nha ta ở đây nó đứng trong cái dạng quá khứ phân từ nam tính, mà nó được làm chủ từ số nhiều. Bà-tha-ma bà-hu-va-cha-na vi phát tí, cho nên asanyata có ý nghĩa là không tự kiềm chế, không kiềm chế, không tự chủ, không kiềm chế, không tự chủ. Vậy thì ở đây asanyata không hoàn toàn, không thể hội tụ. Rồi như vậy thì câu 1, câu 2, hai câu này bổ sung ý nghĩa cho nhau. E quang phu puri sát ca nai ba bát tham ma asanyata. E quang phu puri sát ca nai ba bát tham ma asanyata. Như thế người nam, ngươi hãy biết rằng các ác pháp là không tự kiềm chế được. Như vậy này người nam, ngươi hãy biết rằng các ác pháp là không tự kiềm chế được. Hai câu này bổ sung ý nghĩa cho nhau ha. Như thế người nam, người hãy biết rằng các ác pháp là không kiềm chế được. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 3 và câu số 4 ha. Câu số 3, ma tăng lô khô a thầm mồ cha, ma tăng lô khô a thầm mồ cha, ma tăng lô phô a thầm mồ nha. Câu số 3 chúng ta thấy có 5 từ ha. Ma là 1, tăng là 2, lô phô là 3, thầm mồ là 4 và cha là 5. Chứ ma cái là chớ nên, không nên, đừng. Chứ ma có nghĩa là chớ nên, không nên, đừng. Rồi chữ tăng là điều ấy, tăng là điều ấy hay là cái đó. Rồi lô cô do từ lô phá. Lô phá là một danh từ nam tính, ác ranh ta cùng linh gà, mà chữ lô pha ở đây nó đứng làm chủ cách số ít,
Bạch Tham Ma Ekavachana Vipatti Cho nên lô phá biến thành lô phô. Lô phô là tham, tham lam. Nó là một trong ba cái gọi là tam độc: tham, sân, si. Lô phô không phải chữ phô này mà chữ bê bò trong vở bê phở ha. Chị Nhật Quỳnh ơi, chắc ăn phở nó ngon quá rồi viết nó thành lô phô luôn ha. Đó lô phô đó chứ không phải hai chữ đen ha. Rồi lô phô là tham. Rồi chữ á thầm mồ, á thầm mồ, chúng ta thấy tiếp đầu ngữ á phía trước có nghĩa là không ha. Rồi chữ thầm mồ do từ thầm má, thầm má là một danh từ nam tính ha. Akranta Pumlinga, thầm má có nghĩa là pháp. Nhưng mà chữ chữ thầm má này nó đứng làm chủ từ số ít. Bạch Tham Ma Ekavachana Vipatti Cho nên chữ Tham Tham Ma biến thành Tham Mô. Và A Tham Mô có nghĩa là phi pháp. A Tham Mô có nghĩa là phi pháp. Chữ cuối cùng có nghĩa là và. Rồi bây giờ chúng ta đến câu số 4 để câu số 4 này bổ sung ý nghĩa cho câu 3 ha. Chi rằng đúc khà giác rằng tha dùng, chi rằng đúc khà giác rằng tha dùng, chi rằng đúc khà giác rằng tha dùng. Câu số 4 chúng ta có 3 từ: chi rằng là một, đúc khà giác là hai, rằng tha dùng là ba. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của ba từ này. Chữ chia răng đây là một trang từ do cái từ chia ra, nhưng mà nó được chia theo đối cách số ít. Đức thì giao vị pháp thứ hai có quá trình á, cho nên chỉ chia ra biến thành chia răng là lâu dài, chia răng là lâu dài bền vững. Chữ thứ hai đúc khà gia, đúc khà gia do cái từ đúc khà. Đúc khà là một danh từ trung tính, akaranta na phùng sắc cả định gia. Nhưng mà chỉ chia ra này được chia theo chỉ định chất, chỉ định cách số ít hay số nhiều đấy, số ít, tức là cách chia thứ tư. Chia tôi thi về pháp thứ hai câu quá trình à, cho nên chữ đúc kha nó biến thành đúc kha giả, đúc kha giả. Và chữ đúc khà gia này có ý nghĩa là đến sự khổ, đến sự khổ. Rồi chữ cuối cùng rành tha dùng, rành tha dùng đây là một động từ do căn ngữ rành. Động từ số nhiều này nó nằm trong cái thời quá khứ ha. Ý nghĩa là đã đẩy đưa, đã dẫn đến. Rành tha dùng đã đẩy đưa, đã dẫn đến. Căn ngữ rành, rành có chữ D, chữ H nữa ha. Rành có chữ D, chữ H nữa. Như vậy thì câu số 3 có thêm chữ N nữa chứ. Nếu mà như vậy đọc là chữ R, chữ N ở giữa nè.
Như vậy câu số 3, câu số 4 ở đây cho chúng ta ý nghĩa như thế nào? Ma tăng lô phù á thầm mô cha chi rằng đúc hà gia rành tha dùng ha. Ma tăng lô phù á thầm mô cha chi rằng đúc hà gia rành tha dùng. Mong sao tham và phi pháp không để đưa người đến sự khổ đau lâu dài. Mong sao tham và phi pháp không để đưa người đến sự khổ đau lâu dài. Ý nghĩa câu số 3, câu số 4 ha. Như vậy thì về từ vựng, chúng ta cũng đã làm xong công việc và có được một ý nghĩa tương đối. Như thế này người nam nhân, ngươi hãy biết rằng các ác pháp là không tự kiềm chế được. Mong sao tham và phi pháp không để đưa người đến sự khổ đau lâu dài. Xin lặp lại. Như vậy này người nam, ngươi hãy biết rằng các ác pháp là không tự kiểm soát được. Mong sao tham và phi pháp không đưa ngươi đến sự khổ đau lâu dài. Ngài Hòa Thượng Giới Đức thơ Đục Bát thế này: Hỡi này những kẻ thiện hiền, chế ngự điều ác chẳng nên khinh thường. Ái tham tội lỗi vật lỡ vương, cuốn vào cảnh khổ miên trường đớn đau. Hỡi này những kẻ thiện hiền, chế ngự điều ác chẳng nên khinh thường. Ái tham tội lỗi lỡ vương, cuốn vào cảnh khổ miên trường đớn đau. Ngài Hòa Thượng Minh Châu: Vậy người hãy nên biết, không chế ngự là ác, chứ để tham phi pháp làm người đau khổ dài. Vậy người hãy nên biết, không chế ngự là ác, chứ để tham phi pháp làm người đau khổ dài. Như vậy thì chúng ta cũng đã hoàn thành xong về từ vựng. Về từ vựng này có vị nào thắc mắc gì không? Alo. Bây giờ chúng ta tiếp tục ha, đi vào bài học bằng cách tìm hệ trường âm và đoạn âm để giọng đọc của chúng ta được ổn định. Câu đầu tiên: Evang pho purisa chana hi, Evang pho purisa chana hi, Evang pho purisa chana hi. Câu này quý thấy có bao nhiêu âm từ? Sĩ Kim nói chín, Sĩ Tờ Man cũng nói chín, Sức Nhật Quỳnh cũng nói chín. E là một, quăng là hai, phô là ba, phú là bốn, ri là năm, xá là sáu, cha là bảy, na là tám, và hí là chín. Chính xác. Trong chín âm từ này có bao nhiêu loại trường âm? Có bao nhiêu loại trường âm? Sĩ Kim, Sĩ Nhật Quỳnh và Sĩ Kim nói rằng có hai loại trường âm. Sĩ Tầm An nữa: Trong hai loại trường âm này có bao nhiêu trường âm nhẫn? Mới nói có hai loại trường âm mà hỏi trường âm nhẫn có được bao nhiêu, đưa lên số không. Có nghĩa là không có trường âm nhẫn. Vậy thì trường âm thông thường có được bao nhiêu?
trường âm thông thường có được bao nhiêu? Có 4 ha. Chữ E là 1 ha. Chữ Phu là 2 ha. Chữ Cha là 3 ha. Chữ Na là 4. Chính xác 4 trường âm thông thường ha. Bao nhiêu trường âm đọc theo dạng nguyên âm? À, trường âm đọc theo dạng nguyên âm, quý vị, nó có một, đó là chữ Quăng. À, e quăng phô phú lì xa cha na hi. Vậy thì câu này có bao nhiêu đoạn âm? Câu này có bao nhiêu đoạn âm? Cộng bởi vì cả năm trường âm rồi thì còn lại là 4 đoạn âm. Dễ quá ha. Dễ vậy mà có nhiều nhiều vị thấy ôi dễ quá, thôi tham gia làm gì, rồi coi bà con ai sai cười chơi ha. Phải tham gia chứ, ngồi không tham gia chờ cho người ta sơ hở cười cho nên không được nha. E quang phu phu lịch sát cha na hi. Câu đầu tiên có chỗ nào thắc mắc? Không có ai thắc mắc ha, dễ quá mà. Vậy thì chúng ta đến câu số 2. Ba ba tham ma a san nha ta. Ba ba tham ma a san nha ta. Ba ba tham ma a san nha ta. Câu số 2 có bao nhiêu loại trường âm? Chị Nhật Quỳnh, chị Kim, nó có hai loại trường âm. Chị tìm em tìm cũng không ra nữa, khó quá ha. Thôi bây giờ muốn câu số 2 này dễ ha. Bây giờ lên phân tích. Chứ còn bây giờ người ta chát vậy nhưng mà cũng chưa hiểu, bây giờ lên phân tích mới hiểu nổi, để mình biết rằng mình đúng hay là sai ha. Rồi bây giờ Sister Man nghĩ sao? Câu này khó quá này, tìm chưa ra, thôi lên từ từ mà tìm ha. Rồi phân tích câu số 2. Alo. Dạ, thưa sư, câu số 2 là Ba Bắc Thầm Ma A Sang Nhát Ta. Chữ ba là trường âm thường, chữ bắc là đoạn âm, chữ thâm là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ ma là trường âm thường, chữ á là đoạn âm, chữ sang là trường âm thường, chữ na là đoạn âm, chữ ta là trường âm thường. Nếu mà con sai xin sư sửa giùm. Alo, chắc chắn là sai rồi ha. Chắc chắn là sai rồi. Lấy cái kim tặng bông tặng hoa mà còn cười nữa là thấy là bảo đảm mà có sai rồi. Chữ thâm và chữ xanh này ở đây, quý vị không biết quý vị nghe có rõ không hả? Thôi bây giờ Sít Nguyên Trang ha, phân tích làm sao để cho Sister Man ha thấy rõ chỗ nào mình sai ha. Alo, xin Nguyên Trang tụng kinh xong đi ngủ rồi hả? Hay là còn thức, hay là lâu quá không vô đạo tràng quên hết trơn rồi, ngồi im ru. Năm Phút Tha Giá, và con Nguyên Trang, và một lần nữa con kính lãnh lễ Ngài Chư Đức, và con kính lãnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, và con kính chào đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Như Quỳnh, cô Kim đã cho con biết được tín hiệu. Dạ cảm ơn dạ System 45. Dạ con xin phân tích câu số 2 ạ. Bà bát thầm mà a san nhát ta. Bà bát thầm mà a san nhát ta. Dạ chữ ba là trường âm thông thường, chữ bá là đoạn âm, chữ thâm là trường âm nhấn, chữ ma là trường âm thông thường,
Chữ á là đoạn âm, chữ san là trường âm nhấn, chữ nhá là đoạn âm, chữ ta là trường âm thông thường. Và trong câu này có hai loại trường âm. Trường âm thông thường là có chữ ba, chữ ma, chữ ta là ba trường âm thông thường. Và trường âm nhấn là có chữ thâm và chữ san là hai trường âm nhấn. Và còn lại là đoạn âm. Đoạn âm là chữ bá, chữ á và chữ nhá là ba đoạn âm. Và con xin đọc lại ạ. Ba bát thầm ma át san nhát ta. Ba bát thầm ma át san nhát ta. Dạ con xin dâng mít lại cho ngài ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Alo, bây giờ Sư Kim thấy không cười khi dễ nữa ha. Sư Nhật Quỳnh bây giờ tặng thứ ba cành hoa chứ không phải là tặng hai cành hoa ha. Rồi Sư Trầm An sao đưa tay phản đối nữa nè, đưa lên ba bàn tay phản đối. Như vậy thì bây giờ Sư Trầm An sau khi nghe Sư Nguyên Trang phân tích như vậy, bây giờ có ý kiến thế nào? Bây giờ lên phân tích lại coi có giống như Sư Nguyên Trang hay không, không có cảm ơn. Bây giờ đưa tay lên phân tích lại coi hồi nãy mình phân tích hay hay là bây giờ mình phân tích hay ha. Rồi Sư Đà Man phân tích làm sao để coi mà người ta tặng hoa mà người ta không cười mình ha, nhất là Sư Kim nè. Rồi mời Sư Sư Đà Man ha. Alo. Dạ, câu số 2 thưa sư, câu số 2 là ba bát tham ma á sang giá ta. Chữ ba là trường âm thường, chữ bát là đoạn, chữ ba là đoạn, chữ thâm là trường âm thập nhấn, chữ ma là trường âm thường, chữ á là đoạn âm, chữ sang là trường âm nhấn. Chữ na là chữ na là đoạn âm, chữ ta là trường âm thường. Vậy sư coi con có đúng không sư? Alo, đọc xong mà không biết có đúng hay không nữa chứ ha. Chị nhá ha, đúng rồi chị nhá, chứ còn hồi nãy đọc là chữ á ha. Đó, Sư Nguyên Trang nhắc à. Sanh nhá ta chị nhá chứ không phải chữ á ha. Rồi. Rồi chữ ba bát thăm mà chữ bá chứ giờ mang nhiều khi đọc nhanh á thành nó chữ bắc. Nếu mà đọc chữ bắc á thì nó là một trường âm nhấn, mà đây là bá thì nó là đoạn âm ha. Ba bát thăm ma á san nhã ta ha. Rồi như vậy là thấy cũng thành công rồi ha. Rồi ba bát thăm ma á san nhã ta. Như vậy thì câu số 1, câu số 2 sau khi chúng ta đã phân tích xong thì giọng đọc sẽ liên lạc với nhau. Ê văn phu phu rịt sát cha na hi ba vát thông ma á sanh nha ta. Ê văn phu phu rịt sát cha na hi ba vát thông ma á sanh nha ta. Ê văn phu phu rịt sát cha na hi ba vát thông ma á sanh nha ta. Rồi hai câu này quý vị có ý kiến gì không? Có chỗ nào rắc rối? Alo, có gì rắc rối trong câu số 1, câu số 2? Im ru, vậy thì qua câu số 3. Ma tăng lô khô á thâm mô cha. Ma tăng lô khô á thâm mô cha. Ma tăng lô khô á thâm mô cha. Câu số 3. Câu số 3 này có bao nhiêu loại trường âm? Alo,
À, Sư Tầm An có ý kiến hả? Rồi, bây giờ thắc mắc cứ hỏi. Xin mời Sư Tầm An. Alo. Dạ, con không có ý kiến, cho con xin đăng ký con làm thử câu số 3. Ma tăng lô vô á thăm mô chá. Ma tăng lô vô á thăm mô chá. Chữ ma là trường âm thường. Chữ tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chữ lô là trường âm thường. Chữ vô là trường âm thường. Chữ á là đoạn âm. Chữ thăm là trường âm đọc theo giọng nguyên trường âm chữ mô là trường âm thường chữ chá là đoạn âm. Dạ con xin hết. Alo, câu số 3, Sư Tầm An vừa phân tích xong là Sích Viên Trang tặng cho 3 cành hoa, Sích Kim tới 9 cành hoa, Sích Viên Trang 5 cành hoa, Sích Nhục Quỳnh 3 cành hoa, tặng hoa nhiều như vậy. Nhưng mà bây giờ, để coi, Sích Tầm An phân tích như vậy rồi, Sích Su Khá mới đến đạo tràng. À, hôm qua mới nhận được trà Thái Nguyên của Sư Su Kha gửi, cảm ơn Sư Su Kha nhiều ha. À, có trà Thái Nguyên là thấy 3 ngày Tết hay thấy ấm áp rồi ha. À, cảm ơn rất là nhiều. Rồi bây giờ cảm ơn là một chuyện chứ, còn bây giờ Sư Su Kha phải lên đọc coi có giống như là Sư The Man không. Sư The Man chú ý ha, câu số 3. À, Sisu Kha sẽ phân tích mới vô nè, phân tích coi System Man theo dõi ha, coi Sisu Kha phân tích như vậy có giống theo ý của mình hay không. À, rồi mời bàn tay Sisu Kha có mặt đặt tên nha. Alo, Sisu Kha đâu rồi, mới vô chưa kịp thở hả? Alo. Alo, alo. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cô chị Miên Tràng cho con biết tín hiệu. Nam mô Bất Thà Na, Nam mô Tham Mà Na, Nam mô Sang Khà. Dạ, con kính lễ lễ. Alo, alo, alo. Là to chưa? Lớn chưa? Rõ. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ, con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, ân đức giáo pháp, ân đức chư tăng. Dạ, con kính đảnh lễ thượng tọa trí đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin phân tích đoạn số 3 của câu kinh 200 200 bao nhiêu, 247 48 à? Ma tiếng con nhìn xa xa. Ma tăng lô phô a thăm mô chá. Ma là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nô là trường âm thông thường, phô là trường âm thông thường, á là đoạn âm, thăm là trường âm nhấn, mô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm. Dạ câu này có đủ 3 loại trường âm. Trường âm thông thường là có chữ ma, chữ nô, chữ phô, chữ mô. Trường âm nhấn có chữ á và chữ chá. Đoạn âm có chữ á và chữ chá. Còn trường âm nhấn có chữ thăm. Dạ con đã phân tích xong. Dạ con xin xuống bếp, con kính thỉnh sư lên bếp ạ. Nam mô Bất Thà. Dạ.
Lô Sisuka ơi, nó có ba loại trường âm mà chỉ nói lên trường âm nhấn và trường âm thông thường ha. Còn trường âm đọc theo giọng nguyên âm chỉ tăng khi dễ ha, không chịu đọc ha, không chịu cho biết chữ tăng ha. Là trường âm nào mà nói rằng có đầy đủ ba loại trường âm. Như vậy thì cái nãy Sitaman câu số 3 phân tích rằng là đầy đủ hơn là Sisuka ha. Ma tăng lô khô a thầm mồ cha. Câu số 3 có đầy đủ ba loại trường âm. Trường âm thông thường ma, lô, khô, mồ. Bốn trường âm thông thường. Trường âm nhấn thầm một. Trường âm đọc theo dạng nguyên âm tăng một. Như vậy thì chúng ta thấy rằng câu số 3 này có tất cả bao nhiêu là trường âm? Chữ ma là một này, chữ tăng là hai, chữ lô là ba, chữ phô là bốn, chữ thâm là năm và chữ mô nữa là sáu trường âm ha. Chúng ta tổng kết rằng câu số 3 có tất cả sáu trường âm. Trong sáu trường âm này nó nằm trong ba loại trường âm ha. Trường âm thông thường, trường âm nhấn và trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cái nãy phân tích đúng, nhưng mà khi gom lại Shishuka quên trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mới nói có hai ha. Như vậy thì System Man đầy đủ hơn ha. Rồi sa thủ mới vô kêu lên là giật mình ha. Nói có sao lúc đầu cũng nhỏ nhỏ một chút, sau thấy hỏi nghe rõ nghe to không thì chúng tôi nói bự rồi, nghĩa tức là nghe lớn lắm rồi. Rồi sa thủ Sisuka. Bây giờ chúng ta còn câu cuối cùng nè. Mình chào xin niệm từ. Xin niệm từ muốn nhắc rằng câu số 4 á, để cho xin niệm từ. Chia rằng đúc khà giác rành tha dùng. Chia rằng đúc khà giác rành tha dùng. Chia rằng đúc khà giác rành tha dùng. Câu số 4 xin niệm từ nghĩ sao? Xin Nhật Quỳnh đưa lên rồi. Không biết câu số 4 khó dễ sao này, thấy đạo tràng im ru à. Không mời xin cái niệm từ ha. Xin niệm từ giải quyết câu số 4. Rồi, sa thù. Dạ. Nam mô Bụt Thà giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, con đạo tràng. Con kính chào đạo tràng. Cảm ơn Sít Kim, Sít Nhật Quỳnh, Sít Nguyên Trang đã cho biết âm thanh rõ. Dạ, con xin phân tích câu số 4. Chí răng đúc khà giá rành đá dòng đá dùn chí răng đúc khà giá rành thá dùng chí răng đúc khà giá rành thá dùng. Dạ, chí là đoạn âm, răng răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đúc là trường âm nhấn, kha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, ranh là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, dung là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, thưa ngài, trong câu này có ba loại trường âm. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm có hai là răng và dung. Trường âm nhấn có hai là trúc và ranh. Trường âm thông thường, dạ có một là kha, còn bao nhiêu là đoạn âm chí giá thá. Dạ, thưa ngài đã phân tích xong, con có sai xin ngài sửa lại giùm con xin dâng bích lại cho ngài ạ. Nam mô Bụt Thà. Dạ. Alo, 123, 123, xin niệm từ. Lên phân tích làm sao mà Sít Kim tặng hoa nhiều quá, Sít Nhật Quỳnh rồi Sít Su Khá cũng tặng hoa, nhưng mà ở đây cái người tặng Sít Nguyên Trang tặng hoa sau cùng ha.
Nhưng mà người tặng hoa đầu tiên á, đó là Sister Man, không biết đó. Nghĩa là tặng hoa là nghe chiếc niệm từ, có cái giọng truyền cảm hay sao mà là tặng hoa đầu tiên. Rồi bây giờ Sister Man là người đến với đạo tràng mới ha, nhưng mà tán thán sĩ niệm từ như vậy. Bây giờ Sister Man lên ôn lại cái câu số 4 này có giống như sĩ niệm từ hay không, cái đó là cái điều quan trọng đó, bởi vì tặng hoa trước tiên mà phải ưu tiên. Xin mời. Alo. Dạ, cái câu số 4 chí răng đúc khà gia rầm tha dùng là chữ chí là đoạn âm, chữ răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ đúc là đoạn âm, chữ kha là trường âm thường, chữ giá là đoạn âm, chữ râm là trường âm nhấn, chữ thá là đoạn âm, chữ dương là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Nếu mà con có sai xin sư sửa giùm. Alo, 1, 2, 3. Chị Kim nói chị Đúc là trường âm nhấn. Rồi chị Nhật Quỳnh tặng 2 cành hoa ha. Rồi chị Kim còn cười khi dễ nữa kìa. Như vậy thì từ mình từ từ làm gì mà hãy miệng liền hay sao mà ào ào nhé. Chậm chậm anh nhé. Đúng rồi, sai mình biết sai nhé. Chữ Đúc không phải là đoạn âm mà nó là một trường âm nhấn à. Thế thì niệm từ nghĩa là từ từ rồi nó cũng như thế. Sao chứ anh từ mai này sao lên tay lại bắt miệng liền hay sao mà coi như nghĩa là tán thán người ta đúng, nhưng mà mình lên là ôn lại phân tích lại mà coi như cũng là chữ đúc mà gọi là đoạn âm là sao hả? Đúc là một trường âm nhấn, khi nãy xin niệm từ nó rõ ràng mà. Rồi chúng ta cứ bình tĩnh, cầm micro không có ai giật hết á, bởi vì cái mic này á, mũ nhiều lắm, nhiều khi cầm cái thả xuống nó không chịu rớt nữa. Cho nên quý vị cả nhà khi run hả, chị ma là run hả, đâu có chị ma ở trong này đâu. Rồi như vậy là chỉ cái the man cũng biết mình sai ha. Nhưng mà cái người phát hiện mà nhanh nhất á, đó là chiếc kim ha. Vậy thì câu số 3, câu số 4 quý vị đã đúng rồi ha. Vậy thì bây giờ chúng tôi ôn lại ha. Câu số 3, câu số 4. Ma tăng lô cô áp hầm mô cha chia đằng đúc kha giá rành tha dùng. Ma tăng lô cô áp hầm mô cha chia đằng đúc kha giá rành tha dùng. Ma tăng lô cô áp hầm mô cha chia đằng đúc kha giá rành tha dùng. Rồi, như vậy trường âm, đoạn âm. Quý vị thấy chỗ nào không ổn? Nguyên câu Phật ngôn 248, câu Phật ngôn 248 về giọng đọc có chỗ nào quý vị thấy rằng chỗ này đọc không thông, chỗ này đọc rồi, chỗ này khó đọc mà không hiểu tại sao đọc nó như vậy Thì quý vị cứ thắc mắc. Và khi chúng ta giải đáp được cái sự thắc mắc này, chúng ta tự tin thì chúng ta nhìn vô trong cái câu Phật ngôn 248 chúng ta đọc thoải mái. Còn nếu quý vị không tự tin còn thắc mắc, nhắm mắt đưa chân thì cái đó nguy hiểm. Chúng ta đọc và biết chỗ này nó là trường âm hay đoạn âm, và trường âm thì nó là trường âm gì. Thì như vậy quý vị tự mình vượt lên chính mình
quý vị đọc và kiểm soát được, biết rõ trường âm đoạn âm thì chắc chắn rằng cái giọng đọc của quý vị sẽ hay. À, còn mà quý vị đọc mà cứ nghi ngờ, chính cái vấn đề nghi ngờ đó không biết đúng hay là sai, cái đó là một sự thất bại. Rồi còn hãy thắc mắc gì về trường âm đoạn âm câu Phật ngôn 248 hay không? Không thắc mắc hả? Phân tích là được mà. À, biết nó là cái loại gì nữa mà. Rồi, thôi bây giờ chúng ta đi vào bài học ha. Phân tích xong, bây giờ chúng ta đọc từ trên xuống dưới. Evang pho purisa cha na hi tham ma asan ya ta ma tang lo pho tham mo chất chia rằng đúc khai gia rành tha dùng. Evang pho purisa cha na hi pa ba tham ma asan ya ta ma tang lo pho tham mo chất chia rằng đúc khai gia rành tha dùng. À, đó là đọc một hơi ha. Bây giờ quý vị hai hơi tương đối dễ hơn. Evang pho purisa cha na hi pa ba tham ma asan ya ta ma tăng lô pho a tham mô cha chi rằng đúc hài ya rằng tha dùng. Evang pho purisa cha na hi pa ba tham ma asan ya ta ma tăng lô pho a tham mô cha chi rằng đúc hài ya rằng tha dùng. Như vậy câu Phật ngôn này có hai cách đọc. À, trong hai cái đọc đó, quý vị có thể đọc một hơi, có thể đọc hai hơi, không nên đọc ba hơi, bốn hơi. Ba hơi có nghĩa là Evang pho purisa cha na hi được ba bát thầm ma asan nha ta ma tăng lô pho a thầm mô cha chi rằng đúc hà gia gần tha dùng. À, đó là đọc ba hơi ha, đọc ba hơi mà quý vị dừng lại chữ hí, đó là điều thất bại. À, quý vị nên nên dừng lại ở chỗ sanh nhá ta, đọc một lần hai câu thì quý vị bảo tồn được hơi sức của mình. Còn nếu mà đọc một hơi á thì quý vị coi như đã thuần thục, đã rành mặt chữ thì có thể đọc một hơi liền đạt. Còn không thì nên dừng lại câu số 2. Trong hai cách đọc đó, tùy quý vị muốn chọn cách đọc nào cảm thấy hợp với cái hơi sức của mình, với năng lực của mình. Rồi, bây giờ xin mời bàn tay của quý vị chúng ta ôn lại câu Phật ngôn 248. Ai là người đưa tay đầu tiên? Sisuka. Alo. Dạ, con cảm ơn cô Kim, cô Nhật Huỳnh cho con biết tín hiệu. Dạ, con kính tri ân sư. Nam mô Bụt Tha Ra, Nam mô Tham Ma Ra, Nam mô Sằng Khà Ra. Con kính lĩnh lễ ân đức chư Phật, ân đức giáo pháp, ân đức chư tăng. Con kính lĩnh lễ thượng tọa chi đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 248. E quang phô pú di sa cha la hi pa pa tham ma a san nha ta ma tăng lô phô a tham mô cha chi rằng đúc kha gia dần tha dùm. E quang phô pú di sa cha la hi. Dạ, con đọc lại. E quang phô pú di sa cha la hi pa pa tham ma a san nha ta ma tăng lô phô a tham mô cha chi tăng đúc kha gia dần tha dùng. E quang phô pú di sa cha la hi pa pa tham ma a san nha ta ma tăng lô phô a tham mô cha chi rằng đúc kha gia dần tha dùng.
Hoàng phù phu di sa cha la hi pa pa tham ma a san nha ta ma tang lu phù a tham mô cha chi rằng đúc kha giá san cha tha dùng. Hoàng phù phu di sa cha na hi pa pa tham ma a san nha ta ma tang lu phù a tham mô cha chi rằng đúc kha giá san tha dùng. Vậy người hãy nên biết không chế ngự là ác, chớ để tham phi pháp làm người đau khổ dài. Đó là bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc bài xong. Dạ con dạ, mời cô nào cô Thế Mân hay là cô Kim gì đó. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy. Alo. Dạ, thưa sư, con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 248, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vậy người hãy nên biết, không chế ngự là ác, chớ để tham phi pháp, làm người đau khổ dài. Evang pho buddhisa janahi ba ba thamma asaññata ma tăng lô phô bác á hâm á thâm mô chá chí răng đúc khà giá răng tha dùng. Ê văn phô bú rì xá gia nà hi bà ba thâm ma á sang nhá tà. Mà tăng lô phô á thâm mô chá chí răng đúc khà giá răng tha dùng. Ê văn phô bú rì xá gia nà hi bà ba thâm ma á sang nhá tà. Mà tăng lô phô á thâm mô chá chí răng đúc khà giá răng tha dùng. Dạ con xin hết. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con thấy cô đọc 45, 45 domain 45 đọc đọc nhanh quá con sợ quá. Mà cổ có một cái cổ đọc nhanh mà sao tới chỗ đoạn ngâm mà sao cố đọc luôn mà cố ngừng lại. Đó là điều đặc biệt. Dạ, còn ủa sao có một mình cô Nhật Quỳnh nghe rõ vậy? Còn ai nghe rõ nữa không? Phe ta cô đọc cái chữ chá đó, cô số 3 đó, cô phải đọc luôn, chắc chích răng cô ngừng chi vậy? Tôi thấy vậy đó, cô đọc nhanh quá, tôi không biết đường ngâm đoạn ngâm đâu nữa, tôi chỉ nghe thôi rồi. Từ từ mà cô làm gì cô đọc nhanh quá vậy, cô đọc nhanh, người ta không biết cô đọc cái nào trường âm đoạn âm hết trơn đó, tôi loạn sờ ngầu luôn. Tôi không có biết, cái tôi chỉ thấy cô một hai cái sai vậy thôi. Phe ta cười đi. Con xin đọc câu Pháp Cú 248. Hi hi, đồ men cười hi nè. Có hai người nghe đủ rồi đó. Bắt đầu đọc nghe. Ê quăng phô phú đi xá cha na hi bà bát thầm mà a sành nha tà mà tăng lô phô a thầm mộ chắc chí rằng đức khà gia rằng tha dùng. Ê quăng phô phú đi xá cha na hi bà phát thầm mà a sành nhát tà mà tăng lô bồ a thầm mồ chắc chi rằng đúc khà gia rằng tha dùng. Ê quăng phô phú đi xá cha na hi bà phát thầm mà a sành nhát tà mà tăng lô bồ a thầm mồ chắc chi rằng đúc khà gia rằng tha dùng. Đọc một hơi coi được, đọc đọc đi. Không được ngừng câu thứ nhất, không được ngừng câu số 3, tại nó là đoạn ngâm. Ngừng câu thứ nhất là thất bại, mà ngừng câu số 3 cũng thất bại. Có hai cách đọc, đọc một hơi nín thở, đừng có cố quá thành quá cố. Có hai cách, đọc luôn một hơi hay là đọc tới câu thứ hai ngừng, lấy hơi thở một chút rồi đọc tiếp. Thôi đọc đọc hai hai lần đi. Lần này đọc ngừng chỗ câu thứ hai rồi kèm kế là đọc luôn một hơi. Ê quăng phô phu đi xá cha na hi pa phát thầm ma a sanh nha ta
mà tằng lô phổ a thầm mộ chắc chi rằng đúc khà gia rằng tha dùng ê quăng phổ phu đi xa chà nà hi phà phá thầm mà a sanh nha tà mà tằng lô phổ a thầm mộ chắc chi rằng đúc khà gia rằng tha dùng. Cười nữa. Vậy ngươi hãy nên biết không chế ngữ là ác, chớ để tham phi pháp làm người đau khổ dài. Dạ con không thấy sư cho con cái bông nãy chơi nghe, chắc con đọc bị sai hả? Thôi nếu con có sai thì sư sửa đi. À, cho con ba cái bông hướng dương này thấy là không có bị sai rồi. Thôi con trả máy lại. Xin cảm ơn đồ men phe ta đúc khá ba cái bông hồng luôn. Mấy người này thích bông hồng á, bông hồng là người ta nói bông hồng là bông hồng tượng trưng cho tình yêu. Tôi già cú đế rồi chỉ có tình yêu pháp thôi hả? Thôi cảm ơn nhà gia, xin nhường máy cho người khác. Lúc nào cũng lên cũng lải nhải nói vài câu, thế nào sư cũng nói trong đầu mỏi nhọn thiệt. Dạ mô bụt tha dạ nam mô tham ma dạ nam mô sanh tha dạ. Một lần nữa con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng và từ kính chào đạo tràng. Cảm ơn sư Nhật Quỳnh, cảm ơn sư Kim, cảm ơn sư Men cho biết và âm thanh rõ. Con xin trả bài câu pháp cú số 248 ạ. Ê quang phô bú rí sa chà nà hi bà bá thầm mà á sàn nha tà mà tăng lô phô á thầm mô chá chi răng đúc kà. Dạ nghe được chưa? Dạ con dạ con xin sám hối, con để cái ngón tay mà con tụt rớt mất. Dạ nam mô Bụt Tha dạ. Dạ con xin trả bài lại câu số 248 ạ. Ê quang phô bú rí sa chà dạ rớt mít nữa rồi. Dạ con xin đọc lại. Ê văn phô bú rí sa chà nà hi bà bá thầm mà á sanh nha tà mà tăng lô phô á thầm mô chá chi. Dạ xin Nhật Quỳnh ơi, Sức Như Quỳnh còn nghe âm thanh. Dạ, nghe. Vậy niệm từ đọc mấy lần rồi, Sức Như Quỳnh, Sức Như Men. Vậy còn... Ủa, sao mà cứ rớt miết và dạ, đọc lại. Ê quang phô bú rí sa chà nà hi bà bá thầm mà á sanh nha tà mà tăng lô phô. Dạ không biết nữa Sít Kim. Để cái ngón tay để vô cái microphone mà sao nó cứ tuột qua hoài. Dạ. Ê quang phô bú rí sa chà nà hi bà ba thầm mà á sanh nha tà mà tăng lô phô á thầm.
Ồ, cái máy của niệm từ rớt mí hoài à. Dạ. Vì để niệm từ đọc bản chữ Việt trước nha sư Kim. Rồi rồi niệm từ bây giờ đưa mí hoài cho sư Kim. Niệm từ mời sư Kim. Cô niệm từ, cô không cần phải để ngón tay chỗ cái nút nhấn thoát hoài. Cô đè cái chỗ chỗ mà để mà nói đó, cái nút mà nói cô đè lên, cô đẩy lên xong rồi nó nói cô nó để cái bảng màu đỏ là cô khi nào mà cô không còn nói nữa, stop talking đó, thì cô mới ấy ra. Cô không cần phải để cái ngón tay trên cái chỗ cái nút thoát hoài. Cô đè nó xuống, cô đẩy nó lên rồi cô bỏ cái ngón tay cô ra. Chứ chứ mà cô giữ hoài là cô bị đứt chén hoài đó, là bị rớt máy hoài đó. Nó đâu có đau khổ như vậy, làm gì mà phải để ngón tay vô chỗ cái nút nó hoài rồi để mà nói không có. Cô chỉ cần ấn cái đó rồi cô đẩy nó lên. Khi mà nó đổi màu nó nói cô để mà nói đó, thì cô bỏ ra rồi cô nói thôi. Rồi khi nào cô hết nói cô mới bấm vô chỗ đó, rồi mới bấm vô cái mic rồi cô trả mic lại vậy thôi. Chứ cô nhắn hoài là cô bị rớt đài hoài ha. Tôi chỉ có ý kiến thôi, không biết có đúng không ha. Thôi tôi trả máy đây cho đọc tiếp nha. Cô thử đi để coi coi nó còn bị gì nữa không. Cô không cần phải để cái ngón tay dưới trên cái chỗ cái đó hoài. Cô để xuống, cô đẩy lên rồi nó đổi màu á là nó nói là cô nói là cô cứ nói xong rồi cô mới bấm vô, rồi cô bấm vô cái mic thì cô trả máy lại vậy thôi ha, khi mà cô muốn trả máy. Dạ, rồi Nam Mô Bố Tha Giá. Một lần nữa niệm từ con xin đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, Sư Kim có nghe niệm từ nói chuyện không? Hello. Ồ rồi, dạ cảm ơn Sư Kim, dạ cảm ơn Sư Chào Mẹ. Niệm từ làm giống như Sư Kim dạy đó, đẩy lên. Nhưng mà để đọc xong rồi một hồi không biết là nhảy xuống có biết trả mic hay không. Vậy mình từ Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Chăm Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Một lần nữa con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức trong Đạo Tràng. Kính chào Đạo Tràng. Cảm ơn Sư Kim, cảm ơn Sister Man. Ê văn phô bú rí sa cha na hi ba ba tham ma a san nha ta ma tăng lô phô a tham mô cha chi rằng đúc khà gia rằng tha yun. Ê văn phô bú rí sa cha na hi ba ba tham ma a san nha ta ma tăng lô phô a tham mô cha chi rằng đúc khà gia rằng tha yun. Ê văn phô bú rí sa cha na hi ba ba tham ma a san nha ta ma tăng lô phô a tham mô cha chi rằng đúc khà gia rành tha dùng. Dạ con xin đọc bản chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vậy người hãy nên biết không chế ngự là ác, chớ để tham phi pháp làm người đau khổ dài. Chưa có ai đưa cầm mic đưa tay. Mình từ đọc bản chữ Việt một câu nữa là đọc bản chữ Việt của Hòa Thượng Giới Đức. Ê văn phô bú rí sa cha na hi ba ba tham ma a san nha ta ma tăng lô phô a tham mô cha chi rằng đúc khà gia rành tha di dùn. Gia rành tha dùn. Hỡi này những kẻ thiện hiền, chế ngự điều ác chẳng nên kinh thường, ái tham tội lỗi lỡ vương, cuốn vào cảnh khổ miên trường đớn đau. Dạ, đó là bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc xong, con có sai, xin Ngài sửa lỗi dùm con. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá. Dạ, nên từ ngàn trả mic lại. Cảm ơn Sư Kim nhiều.
Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con nguyên trang, và một lần nữa con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, và con kính chào đạo tràng. Và con cảm ơn cô Kim đã cho con biết được tín hiệu. Dạ con kính, con xin đọc câu pháp cú 248. Ê quần phù phú ý xá trà nà hi bà bá thầm mà á sành nhá tà mà tăng lô phù á thầm mô chá chí rằng đúc khà giá rằng tha dùng. Ê quần phù phú ý xá trà nà hi bà bá thầm mà á sành nhá tà mà tăng lô phù á thầm mô chá chí rằng đúc khà giá rằng tha dùng. Vậy người hãy nên biết, không chế ngự là ác, chớ để tham phi pháp làm người đau khổ dài. Dạ, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ê quần phô bá rí sá chà nà hí bà bá thầm mà á sành nhá tà mà tăng lô phô á thầm mô chá chí rằng đúc khà giá rành khá dùng. Hỡi này những kẻ thiện hiền, chế ngự điều ác chẳng nên khinh thường, ái tham tội, lỗi lỡ vương, cuốn vào cảnh khổ miên trường đớn đau. Và đây là khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và con đã đọc xong ạ. Và con kính mời đạo tràng. Và con xin xuống bếp ạ. Và con có đọc sai, con kính mong sư sửa cho con. Và con xin xuống bếp ạ. Alo, 123, 123, sao em ru à? Như vậy là Shishukha, Shidaman, Shikim, Shik Niệm Tử, Shik Nguyên Cha. Quý vị đã hoàn thành trong giọng đọc. Thì quý vị rất là tự tin ha. Và đọc rất là ổn. Sa tú, không có vị nào sai hết. Câu Phật ngôn 248, chúng ta xin ôn lại. Ê quần phù phú rì xá chà nà hi ba bát thầm ma á sành nha tà ma tăng lô phù á thầm mô chế chế răng đúc thà giá rành tha dùng. Ê quần phù phú rì xá chà nà hi ba bát thầm ma á sành nhá tà ma tăng lô phù á thầm mô chắc chỉ rằng đúc thài giá rành tha dùng. Như vậy thì dòng kinh quý vị cũng đã giải quyết xong ha. Bây giờ chúng ta qua dòng kệ ha. Dòng kệ là một hình thức chúng ta thay đổi không khí, không có căng thẳng, không có
nó làm cho chúng ta coi như là nó có vẻ hơi nghiêm túc quá. Này giọng kệ là một cái giọng mà chúng ta coi như thấy cái câu Phật ngôn này chúng ta cảm thấy có những cái điều mà tâm đắc, rồi chúng ta đây không phải là một cái vấn đề dễ vui, mà đây có nghĩa là chúng ta an trú vào câu Phật ngôn này. Rồi bây giờ chúng tôi xin đọc qua dần kệ. Nhưng mà cái câu đầu tiên tới 9 âm từ và ba câu sau chỉ có 8, thì chúng ta cũng cứ theo cái quy luật 4-4 ha. Rồi bây giờ chúng tôi xin đọc trước, rồi quý vị cố gắng ha. Ê quân phu phu rê sa cha la hi ba ba tham ma a san nya ta ma tăng lô phô a tham mô cha chi răng đúc khá gia răng tha dùng. Ê quân phu phu rê sa cha la hi ba ba tham ma a san nya ta ma tăng lô phô a tham mô cha chi răng đúc khá gia răn tha dùng. Ê quang phô phú ri sa cha na hi ba ba tham ma a san nha ta ma tăng lô phô a tham mô cha chi răng đúc khá gia răn tha dùng. Một lần nữa ha. Ê quang phô phú ri sa cha na hi ba ba tham ma a san nha ta ma tăng lô phô a tham mô cha chi răng đúc khá gia răn tha dùng. Vậy người hãy nên biết không chế ngự lạ, chớ để tham phi pháp làm người đau khổ dài. Rồi bây giờ xin mời bàn tay của quý vị. Trong cái lối kệ thì chúng ta thấy nó thoải mái hơn là cái giọng kinh ha. Rồi ai là người đưa tay xin mời. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Thầm Ma Giá. Nam mô Sang Khai Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Và cảm ơn Sích Đà Mên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và lúc nãy con bị rất mất là con không có chưa trả bài. Con xin được trả bài Pháp Cú Kinh 248. Và con trả bài xong con xin được kể luôn. Và kính mời đạo tràng ạ. Ê văn phô bú đi sát chà na hi ba ma thầm ma a san nhà ta ma tăng lộ phô a thầm mơ cha chi răng đục kha và ranh thà dùm. Ê văn phô bú đi sát chà na hi ba ba thầm ma a san nhà ta ma tăng lộ khô a thầm mô cha chi răng đục kha và ranh thà dùm. Ê văn phô bú đi sát thà Ê văn phô bú đi sát chà na hi ba ba thầm ma a san nhà ta ma tăng lộ khô a thầm mô cha chi răng đục kha và ranh. Thay vậy người hãy nên biết không chế ngự là ác, chớ để tham phi pháp làm người đau khổ dài. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ con đọc có sai, con cũng thỉnh Ngài chỉ dạy cho con. Dạ con xin được kệ. Ê văn phô vu
rì sa cha na hi ba ba tham ma à san nha ta ma tam lu po à tham mo cha chỉ răng đúc kha và rảnh tha dùm ê quăng phô bu đi xa cha na hi ba ba tham ma à sẵn nha ta mà tặng lô phô à thầm mô cha chỉ răng đúc khai và rảnh tha dùm ê quăng phô bu rì sa cha na hi ba ba tham ma à sẵn nha ta mà tặng lô phô à thầm mô cha chỉ răng đúc kha và rảnh tha dùm. Hỡi này những kẻ thiện hiền chế ngự điều ác, chẳng nên khinh thường ái tham tội lỗi lỡ vương, cuốn vào cảnh khổ miên trường đớn đau. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư Trung Đức Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng là con có sai, ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Bữa nay con trật tiết lắm nhưng con cũng ráng cố đọc ạ. Dạ. Dạ, không biết sao mà nó không có chịu hết, chết ơi. Dạ, Nam mô Bụt Tha Dạ. Nhưng mà Nhật Quỳnh cũng phải cố gắng, gì đây là Phật ngôn nên mình đọc tốt và dạ cũng chưa có ổn lắm. Dạ anh tốt, cài cũng tốt. Su Khá xin phép rồi hả? Không cầm mít được hả Su Khá? Dạ kính mời đạo tràng ạ. Mời quý vị cứ đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn sư Nhật Quỳnh. Cái máy bên cái máy bên điện từ cũng lúc này lúc khác cũng hơi khó. Dạ. Dạ, cảm ơn sư Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Một lần nữa con kính đảnh lễ sư trí đức. Dạ, con kính đảnh lễ chư tôn đức thăng trong đầu tràng. Con kính đảnh lễ với cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin kệ cầu pháp cứu số 248. Cảm ơn sư Nhật Quỳnh đã đưa bài lên. Chắc không có còn ai nữa thì mình tự ráng kệ. Ê quán phô bu rì sa cha na hi ba ba tham ma a san nha ta ma tang lo pho a tham mo cha chi rang dukkha ya ran tha yun i wang pho bu ri sa cha na hi ba ba tham ma a san nha ta ma tang lo pho a tham mo cha
chỉ răng dukkha và rắn tha vậy người hãy nên biết không chế ngự là ác, chớ để tham phi pháp làm người đau khổ dài. Đó là bản dịch chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Y quang phô bu ri sa cha na hi ba ba tham ma a san nya ta ma tang lo phô a tham mô cha chi răng dukkha ya ran tha yun. Hỡi người, những kẻ thiện hiền chế ngự điều ác chẳng nên khinh thường, ái tham tội lỗi lỡ vương cuốn vào cảnh khổ miên trường đớn đau. Đó là bản dịch chủ bi của Hòa Thượng Thưa Giới Đức. Dạ, con đã kể xong. Dạ, Niệm Từ xin mời Đạo Tràng lên kể tiếp. Dạ, Sít Nhật Quỳnh đã kể xong. Dạ, mời Sít Đồ Men lên kể đi tiếp nha. Niệm Từ xin đưa mic lại cho Sít Đồ Men nè. Nam mô Buddhaya. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ. Nguyên Trang ơi, Nguyên Trang có trở lại máy chưa Nguyên Trang? Dạ, ơn Sister Man. Nguyên Trang có trở lại máy chưa? Dạ, xa thú chị Meta. Dạ, Nam mô Thầy Giá, Nam mô Thầm Mai Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ. Không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của người ta không? Dạ, cảm ơn cô Đợt Men, cảm ơn cô Nhật Quỳnh cho biết đã được nghe rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, nãy giờ con chưa có trả bài. Vậy bây giờ con xin trả bài, rồi con kể luôn. Dạ, con xin trả bài. Ê quăng phô bú rí sa cha na hi ba bá thầm ma á sanh nha ta ma tăng lô phô á thầm mô chá chí răng đúc kha giá rành đá dùng. Ê quăng phô bú rí sa cha na hi ba bá thầm ma á sanh nha ta ma tăng lô phô á thầm mô chá chí răng đúc kha giá răng đa dùng. Vậy người hãy nên biết không chế ngữ là ác, chớ để tham phi pháp làm người đau khổ dài. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con cũng xin kệ. Ê quăng lô bù rì sa cha na hê ba ba tham ma a san nha ta ma tăng lô phô a tham mô cha chi răng đúc ca gia răng đa dùng. Ê quăng lô bù rì sa cha na hê ba ba tham ma a san nha ta ma tăng lô phô a tham mô cha chi răng đúc ca
Dạ răn đa dùng. Hỡi này, những kẻ thiện hiền, chế ngữ điều ác, chẳng nên khinh thường, ái tham tội lỗi lỡ vương, cuốn vào cảnh khổ, miên tưởng đớn đau. Và đó là bản dịch của Hòa Dịch Thượng Giới Đức. Con đã xong. Dạ, con xin trả máy lại cho Đạo Tràng. Dạ, sa thú, kính cảm ơn chị Metta. Nam mô Bụt Tha giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ. Chư Tôn Đức Nhật Quỳnh kính chào Đạo Tràng. Dạ, lúc này gần Tết, lễ Lộc. Nhật Quỳnh thấy ai cũng bận quá, chị Metta cũng bận lắm đây. Nhưng cũng cố gắng vào trả bài. Dạ, bây giờ thì không biết còn vị nào có thể đưa bàn tay mình được không? Sister Man có đưa bàn tay mình lên được không? Kitterman có kệ được không? Dạ. Nhật Quỳnh thấy Nhật Quỳnh vắng bóng ở trong rừng một thời gian. Nhật Quỳnh thấy chị Metta, Xích Kim rồi Kitterman là coi như là thích niệm từ. Dạ không được à. Dạ rất là tiến bộ, rất là hoan hỷ. Dạ không phụ công của Ngài Trí Đức đã chịu khó thức khuya dậy sớm để giảng dạy cho đạo tràng. Dạ, nhưng mà gần say thì Nhật Quỳnh thấy thật sự là mình vào đạo tràng rất là khó, phải không quý vị? Coi như mình phải rất là tranh thủ. Dạ, như có nhiều cái đích nhà. Dạ, biết chị mà. Dạ, chị hả chị? Tưởng chuyện lo về Việt Nam chứ, còn thêm chuyện nhà không được vui nữa. Dạ, thật sự là không biết sao chị Metta ơi. Nhật Quỳnh thấy nhà ai cũng có một cái nỗi niềm hết. Mà mình, nếu mà mình học Phật thì mình đỡ hơn, còn nếu không thì chắc mình phải khổ hơn nhiều. Dạ, nên Nhật Quỳnh rất là tri ơn cái rung Phật Pháp đã giúp cho mình thấy được lời Phật dạy để mình giải quyết được những vấn đề mà gút mắt của bản thân mình cũng như gia đình mình đó chị. Nhà chị nói không được vui là thấy cũng hơi buồn rồi đó. Dạ. Nam mô Bụt Tha giá. Nhật Quỳnh lúc này hồ gì hả chị? Vậy là chị phải bỏ bé về Việt Nam rồi. Dạ, Nam Mô Bụt Tha giá. Dạ, Nhật Quỳnh thành tâm chia phước nào mà Nhật Quỳnh đã tạo được. Đã tạo được đến với tất cả đạo tràng, những ai, những vị nào trong đạo tràng đang có chuyện không vui. Dạ, thì Nhật Quỳnh thành tâm chia phước Nhật Quỳnh đã tạo được. Cầu mong phước này trợ duyên quý vị đó có sự an vui. Dạ. Dạ, đứa em bỏ cho chị dẫn về hả chị? Dạ. Dạ. Nhật Quỳnh thành tâm, dạ, không biết nói gì hơn. Nhật Quỳnh biết trong đạo tràng này cũng có những vị, cũng có gia đình cũng đang bệnh hoạn. Nên Nhật Quỳnh phải nói là rất là xúc động luôn đó. Dạ. Tại vì không biết nhau thì thôi, mình biết nhau 12 này chị ơi. Dạ, mình biết nhau trong những cái nơi học Phật này đó. Dạ, thì mình thấy nhà ai có việc buồn thì Nhật Quỳnh cảm thấy như mình bị lây đó. Dạ, bị bệnh hoạn hoặc là gia đình có người bệnh. Dạ, thì Nhật Quỳnh cũng tự nhiên rất là buồn. Dạ, nên như lúc nãy Nguyên Trang
mà tụng kinh á, mình biết Viên Trang cũng đang có việc buồn lo cho người thân, nên là Nhật Quỳnh đã đau lắm rồi. Nhà trước đây Nhật Quỳnh thường là mỗi khi ai tụng kinh cũng vậy, Nhật Quỳnh thường ngồi trước máy và đọc theo và cũng thọ giới theo. Nhưng mà đã lâu rồi, công việc của Nhật Quỳnh bên ngoài quá bận, Nhật Quỳnh không có được ngồi trước máy. Cứ mỗi lần có vị nào tụng kinh là Nhật Quỳnh lo chạy, chạy lo công việc ở ngoài, để một chút không có ai cầm mic và không ai bút bài thì Nhật Quỳnh bút bài và cầm mic. Chứ còn nếu không lo công việc bên ngoài của Nhật Quỳnh thì Nhật Quỳnh không có được trong những lúc mà room trở ngại. Nhưng mà ngày hôm nay ngày hôm nay thì Nhật Quỳnh ngồi trước máy trong lúc Nguyên Trang tụng kinh, và Nhật Quỳnh cũng tụng kinh. Nhật Quỳnh nguyện do cái phước này cũng chia đến người thân của Nguyên Trang cũng đang bị bệnh, và bây giờ thì nghe chị em chị mới ta bệnh nữa. Dạ, nên phải nói là lúc nghe Nguyên Trang tụng kinh đó, Nhật Quỳnh biết Nguyên Trang rất là xúc động nên bị lỗi ở trong cái thời tụng kinh, nên làm cho Nhật Quỳnh cũng rất là xúc động. Thật sự thì mà vô thường, vô thường thì nó đã đảm mọi người, ai cũng phải bệnh hoạn, rồi ai cũng phải ra đi, dù trong tuổi này hoặc tuổi khác, dù trong cái hoàn cảnh này hoặc hoàn cảnh khác. Nhưng mà dù sao mình tới đây mình cùng chung học với nhau, mà những ai có những khó khăn, những đau khổ thì Nhật Quỳnh cảm nhận giống như của mình đó, và giống như của gia đình mình vậy đó. Tại vì bản thân Nhật Quỳnh từ nhỏ đến giờ này cũng qua rất là nhiều trận khổ, cũng rất là nhiều, nhưng mà cũng nhờ Phật pháp, nhờ được những quý sư giảng dạy, nhờ những bạn đồng đạo, rồi mình cũng qua được. Và nên khi thấy ai đó, nghe ai đó, gia đình ai đó mà có những cái chuyện buồn thì rất là buồn, và cảm nhận được cái sự đau khổ không chừa ai. Dạ, đau khổ không chừa ai. Nên Nhật Quỳnh chỉ mong rằng tất cả chúng ta cũng như Nhật Quỳnh, mình cố gắng mình tu tập, mình cố gắng mình tạo phước gì đó để mình có một chút vốn ra đi. Dạ. Quý vị có đồng cảm nhận với Nhật Quỳnh như vậy không? Chị Meta cũng có đồng cảm nhận với Nhật Quỳnh không? Dạ. Nhật Quỳnh thấy vậy, ví dụ như trong room này thì có chị Meta là lớn nhất, nhưng mà Nhật Quỳnh thấy chị Meta rất là tinh tấn, thì Nhật Quỳnh cũng cảm nhận được rằng chị Meta đang đang tìm chút vốn ra đi. Dạ. Giống như Nhật Quỳnh vậy đó. Dạ. Nhật Quỳnh nguyện trong lòng là khi nào còn còn ngồi được và còn có thể được là Nhật Quỳnh không bao giờ bỏ room hết. Dạ. Tại vì cái nơi đây là một cái nơi để Nhật Quỳnh kiếm được chút phước, cũng như giúp cho đạo tràng những vị mới vào và những vị đã vào lâu có cơ hội để mình tìm chút phước. Mình nói một câu kinh, mình đọc một câu kệ, lời của Đức Thế Tôn dạy, thì Nhật Quỳnh nghĩ là mình đã đại phước rồi quý vị. Nhật Quỳnh đi qua Ấn Độ đó, và chắc ngài đang bận không có trước máy, nên con xin phép được cầm mic một chút để cho đạo tràng đỡ tấm vắng đó bạch ngài. Khi nào ngài trở lại máy hoặc có vị nào đưa bàn tay thì Nhật Quỳnh xin dừng mic đó.
tôi cũng ok. Tôi chỉ nghĩ rằng á, như vậy cũng tốt. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ bị già rồi tôi bệnh, một cái rồi chết. Để mình già rồi mình bệnh, để mình chết, để người ta mới đổi thừa chứ. Nó mới bệnh đó, nó mới chết. Chứ không lẽ tự nhiên mà mình chết, cái người ta kêu mình là bà Mạnh Tử. Mạnh Tử là đang mạnh khỏe mà chết. Còn nếu mà bà Khổng Tử là khi không mà chết sao? Không được. Còn nếu mà Lão Tử thì ok. Bà Lão Tử là bà già rồi bà chết thì ok, đó là định luật sinh bệnh lão rồi xí lắc léo là chết đó thì đúng hơn. Tôi sợ nhất là bệnh ho, mà trời mưa thì tôi không sợ. Trời mưa mà nếu cần việc thì tôi đi ra đường tôi mua đồ, mà trời gió tôi không thích. Trời gió nó cuốn theo nhiều bụi bặm lắm, tôi đi phải bắt buộc phải ra đường là quay kính xe hết, dặn máy lạnh thôi. Trời nóng trời lạnh gì cũng dặn máy lạnh lên, không có để cho cái gió nó vô. Nó gió vô là tôi sẽ bị cay mắt ha, tôi bị ho. Còn trời lạnh thì tôi bận áo lạnh dày dùng chút thôi không sao, chuyện nhỏ. Nhưng mà tôi ghét nhất là trời gió. Trời nóng thì tôi cũng không ưa cho lắm, nhưng mà cũng ok. Trời lạnh quá thì dĩ nhiên không thích rồi. Cống ba sườn ba sống luôn. Trời ơi, vừa rung rẩy bẩy mấy cái vùng mà tiết lạnh, cả một bầu trời trắng xóa. Tôi không thấy nó đẹp khỉ mốc gì trơn. Tôi có đi lên Big Ben lúc mà thời mà đi cắm trại, mà đi ra ngủ dậy một đêm, sáng dậy uống biết cái xe mình đi đâu mất tiêu rồi. Một màu trắng xóa luôn, cây cây vậy đâu tùm lum, tức là cái mấy cây thông vậy nó trắng hết trơn, trời ơi, nóc nhà trắng luôn. Nó không biết cái xe mình nó sáng đậu đây phải không, phải lấy cái cây cào cào. Trời ơi, đúng rồi, cái xe của mình nó là cái màu thôi. Tôi thấy không có đẹp kỹ mốc gì trơn á, đi một lần tưởng tới già không bao giờ lợi xứ lạnh nữa, thấy ghê quá. Người ta nghe bạn bè với người thân tôi ở mấy ví dụ như là New York, Washington, DC á, trời ơi, mỗi sáng ra cào tiết ra chạy xe thấy quải quá, phải rải muối lùm lum la nó, thấy thấy phiền quá. Thôi thôi, ở đâu ở quen, ở California quen rồi, khí hậu giống như Đà Lạt vậy, mát 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 vậy đó. Lạnh 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 khi là trời lạnh lạnh một chút vậy thôi, còn thường ok. Mà gần biển nó thành ra thoải mái lắm, không không cái chuyện gì. Khí hậu là beautiful, bởi vì nó là Golden State, tiểu bang là khí hậu đẹp nhất trong các tiểu bang mà. Đúng y chang á, the man 45, phe ta là đúng mỏ nhọn đó. Không có thích nói không, sư ơi, sư đi đâu rồi sư, con nói từ giờ còn 15 phút nữa, sư vô chưa, sư giơ tay cho con biết thì con trả máy lại đó, để cho sư nói cái tích sự cái câu 243 246 47 48 được cùng một tích sự đó. Con họ đâu biết nói chuyện gì đâu, con chỉ kể chuyện bệnh hoạn vậy thôi. Sư có vô, sư giơ tay cho con biết nha sư. Trời ơi, đời vô thường hả? Tôi hả? Lúc mà ba tôi chết ha, cách đây hai mươi mấy năm, ba tôi bị ung thư phổi chết. Tôi thấy bị ung thư phổi hả, con người kia vẫn còn bình tĩnh, vẫn biết ba tôi muốn ăn muốn đủ thứ mà ăn không được, tại vì phải bỏ cái ống chụp vô đó. Ổng không tự thở ổng được nữa, cái phổi bị hư rồi, phải dùng cái máy chụp luôn giữa cái miệng giữa cái lỗ mũi, nó vừa đẩy hơi đẩy vô rất là khổ sở. Tôi nhìn ba tôi chảy nước mắt mà tôi thấy tội nghiệp lắm. Mà lúc mà trước khi mà ổng bị đó, bệnh phổi là ít khi nào, bệnh ung thư phổi ít khi nào mà khám phá ra trước được hết. Khi nào nó gần tới cái terminal stage là người ta mới khám phá. Mà khi mà khám phá là sống từ nhiều lắm từ 3 tháng, nhiều lắm là 12 tháng, nhưng mà thường từ 3 đến 6 tháng là chết. Mà nếu mà chết sớm thì tốt, nếu không chết được thì rất khổ. Nên ba tôi thì tuổi già sức yếu rồi, nếu mà giải phẫu thì cái phổi sen để mà sống sót thì cũng không 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 được, tại vì một lần cái cuộc giải phẫu bự giống vậy không đủ sức đâu. Bảy mươi mấy tuổi, 76 77 tuổi, cũng mà nếu chích mà làm chemotherapy đó thì rất là khổ. Chích vô có một hai mũi người ông đau ẩm ê đủ thứ hết. Thấy ba tôi nói đau quá con ơi, không thích. Bác sĩ cũng nói để từ từ chết, nếu mà chích thuốc vô thuốc quá xạ gì đó, tiếng tiếng gì nạp gọi xạ trị gì đó cũng không có tốt. Mà khi mà ấy không có, mà cái người mà bệnh đau đau đau, đau ung thư phổi rất là khổ sở. Họ vẫn biết điều được hết nhưng mà họ thở không được, rồi từ từ bị vô hôn mê. Tôi thấy nếu ba tôi chết sớm tốt là tốt, là khỏi khổ sở ổng chết.
ba còn má tôi thì sống tới mười mấy năm sau mới chết. Má tôi thì không bệnh già chết thôi. Mấy bà chị tôi thì mỗi người ở Hồng Phương không có hạp, tôi không có hạp với mấy bà chị tôi. Tính tôi hay nói thẳng ấy, mấy bà chị tính tình khen tôi, thành ra mấy bà không có ưa tôi, thành ra mấy bà không chịu tôi, thành ra tôi khỏe vậy sợ lắm, không có phải bị nhức đầu. Người ta nói ở gần thì mỗi miệng, ở xa thì mỗi chân, tôi cũng không ở gần mà cũng ở xa, thành ra phải re. Có bàn tay của sư hả? Dạ con xin trả máy ra nha, con xin sorry sư. Alo, 123, 123, nói thấy chuyện chưa? Hả? Nói rét là làm cho Superman nói tặng ba cái cành hoa, chúc mừng mõ nhọn. Hả? Chúng tôi biết rằng quý vị sử dụng cái điện thoại để mà sinh hoạt, đó là một điều rất khó khăn, rất là khó khăn khi mà quan sát ở trên đạo tràng. À, cũng như xích niệm từ khi là thấy lên sinh hoạt mà đẩy lên đẩy xuống rất mạnh ha. À, nhưng mà cái tinh thần của quý vị khi đến với đạo tràng này, chúng tôi rất là khâm phục. Cái chữ nó nhỏ xíu trong đại mà quý vị nhìn qua trong đó đọc, đó là điều mà chúng tôi làm được. Sử dụng laptop như thế này nhưng mà nhiều khi cũng còn sơ sót, cũng bị té lên rớt xuống. Huống gì quý vị sử dụng điện thoại mà vô sinh hoạt được trong room này là một cái điều mà chúng tôi cảm thấy tuyệt vời. Trở lại vấn đề này, câu Phật ngôn 246, 247, 248 như Sĩ Kim vừa nói, thì đây là một cái duyên sự nói lên. Khi mà Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên á, thì có năm cái ông thiện nam. Đây là nói chuyện có người đàn ông ha, chứ không phải chuyện người nữ. Năm cái người đàn ông mà cũng nhiều chuyện, tức là trong cái sự chấp thủ của năm người này á, ai cũng nói rằng tôi giữ giới sát sanh, đó là điều mà cái giới khó nhất. Ông thứ hai nói không, cái giới trộm cắp nó mới khó hơn. Ông thứ ba nói không phải, cái tà dâm, tà hạnh trong các dục, cái điều đó là khó giữ. Rồi còn ông thứ tư nói cái giới mà nói dối, nói dốc, nói lời không thật, cái chuyện đó nó mới khó. Còn ông thứ năm nói không, bốn cái giới thì dễ, cái giới thứ năm này mới là khó. Thì trong năm người này ai cũng chấp thủ, ai cũng nói rằng cái điều mà khó nhất mình đã thực hiện được và tranh cãi, rồi coi như là không có nhường ai, ai cũng nói tôi số 1. Còn những người khác là những cái giới bình thường dễ. Khi mà đem câu chuyện này trình bày đến Đức Phật thì Đức Phật này cũng không khen không chê, không nói là cái giới này là quan trọng, cái giới kia là không quan trọng. Mà Đức Phật đã nói rằng ai mà sống hại sinh linh, nói láo trong đời này, lấy của người mà không cho qua lại với vợ người, thì Đức Phật đã đề ý đó là cái câu Phật ngôn 246 ha. Rồi rượu chè say sưa, người sống đời sống đó, chính ngay trong đời này tự đào bỏ cái thiện căn của chính mình. Rồi câu Phật ngôn mà hôm nay chúng ta đang học là một cái câu mà tổng kết lại hai câu Phật ngôn kia ha. Người nên biết rằng hãy chế ngự cái điều ác, chế tham lam phi pháp, mà cái sự khổ đau nó kéo dài. Vậy người hãy nên biết không chế ngự lẽ, chế để tham phi pháp, làm người đau khổ dài. Thì cái ý của câu Phật ngôn này, Đức Phật muốn đúc kết hai câu Phật ngôn trên, mà Ngài không khen không chê cái giới nào trọng giới nào khinh, mà Ngài nói chung chung rằng ai cũng giỏi hết á, ai cũng tốt hết á.
Cho nên khi mà nghe Đức Phật mà tán thán như vậy, nói như vậy, thì năm cái người thiện nam này chứng đạt thánh quả Tu Đà Vờ, duyên sẽ gửi cho chúng ta thấy. Năm giới đầu tiên nếu chẳng gìn, đừng hòng thoát khỏi ngục u minh. Sát sanh trộm cướp đều nên sợ, uống rượu tà dâm thấy đáng kinh. Nói dối, cười chơi, thường uống tiếng rủa ngay thọc chỉ làm thinh. Cư gia có bước vô dòng thánh, lỗi tại tham sân khiến lụy mình. Như vậy thì với cái câu Phật ngôn này và những lời dạy của Đức Phật mà chúng ta đã học, thì chúng ta cảm thấy rằng cái câu Phật ngôn mà trong trong giải thoát di giáo ha, tức là anuvado anuhato anubhato ba tí mốt kề chất sằng quá rồ mất tành nhu tà chất phát phát niềm bành tành chất sơ dạng hà sắc năng chí chí tê chá ai dù vệ tăng bút hà nát xà sắc năng. Này cho chúng ta biết rằng cái người xuất gia, người tu tập không nên hiềm hận, không nên hại người, không phỉ báng kẻ khác, không phá hoại tha nhân, nghiêm trì giới căn bản, chất độ trong ẩm thực, thích trú xứ an tịnh, chuyên trú hướng thượng tâm. Đó là lời dạy của chư Phật. Thì ở đây, trong năm giới này, với ý của Đức Phật nói sao? Nghiêm trì giới căn bản. Và cái vấn đề tu tập của mình là không hiềm hận, không hại người, không phỉ báng kẻ khác. Thì như vậy, với cái câu Phật ngôn như vậy chúng ta học, và với cái câu này cho chúng ta thấy rằng đó là cái bản tính của người ta. Con người của chúng ta có tính tham, tính sân, tính si, tính tầm, tính giác và tính tưởng. Trong sáu cái cá tính đó, chúng ta thích nghi trong cá tính nào, và chúng ta có những cái sở hành, những cái việc làm mà tiền thiên tật của chúng ta, sự huân tật của chúng ta, nó trở thành một thói quen. Và bây giờ mình bắt người ta phải theo ý mình, đâu được. Cái người đó nghĩ rằng, ồ, tôi giữ giới sắc sanh để cái quả của giới sắc sanh làm gì? Là tôi được trường thọ. Vì giết hại chúng sanh cho nên con người nó mạng sống nó bị tổn giảm chết sớm. Bây giờ chúng tôi muốn được trường thọ, muốn được sống lâu, gọi là lão tử, tức là già rồi mới chết á, thì chúng tôi không sát sanh, không sát sanh. Còn mà bây giờ người ta lại nghĩ rằng sức khỏe là quan trọng, sức khỏe là quan trọng, nhưng mà họ là đánh đập, họ là làm hại những chúng sanh khác đau khổ. Thì như vậy, dù chúng ta thọ nữa, chúng ta đang mạnh khỏe nhưng mà chúng ta qua đời, thì cái đó là mạnh tử gì nữa, đương khỏe mạnh mà chết. Tại vì cái tội của chúng ta là đánh đập, làm khổ chúng sanh khác. Như vậy thì trong năm cái giới này, Đức Phật ngài không đưa cái giới này lên trước, đưa cái giới kia là tối thượng, mà Đức Phật nói rằng người mà giữ tròn năm giới này, người nào mà chế ngự được tham sân si, chính cái người đó là cái người có được một cái sự phúc lâu dài. Chớ để tham chi phi pháp làm người đau khổ dài. Chính cái sự tham lam là một cái hầm, một cái hố nó vô đáy. Và chính trong con người của chúng ta chỉ có một cái miệng thôi, mà cho vấn đề ăn uống vô độ, rồi nói năng cũng vô độ. Chỉ một cái miệng thôi mà cái khẩu nghiệp á tới bốn, trong khi cái thân nghiệp của chúng ta chỉ có ba, cái ý nghiệp của chúng ta cũng có ba, nhưng mà cái khẩu nghiệp của chúng ta, thì đây là vấn đề mà
Đức Phật gọi là đổ xuống hố sâu, à tức là chỉ có một cái miệng này, à mà ăn ăn đến sập núi luôn, à núi vàng núi bạc ăn cũng sập luôn, à ở không, à vậy thì với cái miệng này nhất dĩ ăn à nhất ngôn khải dĩ ăn bàn mà nhất ngôn khải dĩ tán bàn, một lời nói của chúng ta có thể làm cho đất nước hưng thịnh, mà một lời nói của chúng ta cũng có thể làm cho đổ nước nghiêng thùng ha. Như vậy thì cái khẩu nghiệp à, cái khẩu nghiệp là một điều rất rất là khó khăn. Cho nên ở đây câu số 2, à nếu mà chúng ta không chế ngự à được cái khẩu nghiệp này ha, à thì cái tội lỗi nó đến với chúng ta rất là dễ. Bởi vì khi mà người của chúng ta no thì mất ngon, giận thì mất khôn, à tức là khi mà chúng ta khởi lên những cái tà tư duy, à rồi cái miệng của chúng ta phun ra những cái lời nói không được tốt đẹp, à nói cho đã miệng, nói cho sướng miệng, để rồi cái hậu quả anh tới, à khi đó mình mới ngã ngửa ra, sao nó bậy quá vậy. À, nhưng mà khi mình không như vậy, mình đã hối lỗi thì chắc chắn là mình đã ngồi trong nhà mát mà ăn bát gì đó chứ không phải bát vàng ha, ngồi trong nhà mát mà phải chịu sự sự hành hạ của ngục tù, vì nó mở miệng cái sướng miệng gì qua. Wow. Ở đây Sĩ Lâm mà hồi nãy không thấy Sister Man chat lên trong khi Sister Kim trình bày những vấn đề nó cũng hay chứ, nhưng mà Sister Man chat lên là mỏ nhọn, thì ở đây nó mỏ miệng chứ sướng miệng cái gì, rồi cái trường hợp mỏ nhọn là sao? Cầu Phật ngôn anh út qua đồ, chúng ta không hủy ban người khác, không hãm hại với cái tâm sân hận muốn cho hủy diệt đối tượng. Thì bây giờ chúng ta phải có một cái tấm lòng à, rộng mở một tí. Chứ bây giờ cái đâm bị thóc, thọc bị gạo ha, giữa người ta có lợi ích gì cho mình ha. Mình khen người ta cũng đâu có lợi, mình chê người ta cũng đâu có hại gì. Mà đó là cái chuyện của người ta, còn cái chuyện của mình là nên chế ngự những cái tham sân trong chính nội tâm. À, với cái dụng ý của câu Phật ngôn 246, 247, 248, đừng có tự hào rằng ô tôi giữ giới sắc sanh là tuyệt của mẹ, à người kia nói ô tôi giữ giới không uống rượu là số 1. Năm thế giới này nếu mà không hỗ trợ lẫn nhau thì con đường tu tập của chúng ta bị dừng lại. Bởi vì ngũ giới bất trì nhân thiên độ tiền, chính cái ngũ giới này nó là cái nấc thang đưa chúng ta về nhàn cảnh, rồi từ nhàn cảnh đó chúng ta đạt được nhân sản, thiên sản và thánh sản. Năm cái giới này là năm cái điều quan trọng để chúng ta tu tập giải thoát. Chứ đừng có nghĩ rằng quý vị thực hành về tứ niệm xứ, thực hành về bát chánh đạo, thực hành về thất giác chi, những cái pháp môn cao quý, cao thượng, rồi quý vị coi như là chứng đạt thánh quả nhanh. Nhưng mà cái chuyện muốn được như vậy, đây là những cái điều căn bản để quý vị đi lên. Chứ đừng có nói rằng ô ngũ giới tầm thường quá, à cái này ngày nào cũng đọc, ngày nào cũng đọc. À nhưng mà tâm tư của quý vị sao? Có chế ngự được tham sân ở trong nội tâm mà không? Đó là điều quan trọng. Chúng ta để cho tham chi phối, sân chi phối, si chi phối, và chúng ta sẽ ngay trong kiếp này nè. Chứ đừng có nói rằng sau khi chết Anna gặp Tê Ca Lê, ngay trong hiện tại này đi tháp hầm mở su cao vị ha ra năng, chúng ta phải tìm sự an lạc trong từng giây phút, từng hơi thở. Đó là điều quan trọng.
Cho nên với câu Phật ngôn này, qua sự trình bày của quý vị, thì quý vị thấy rằng mặc dù Đức Phật nói với năm ông thiền nam đó, nhưng mà đây cũng là một bài học để cho chúng ta đừng có cống cao ngã mạn. Chúng ta có một sở đắc nào đó, rồi chúng ta thấy rằng cái sở đắc đó là tuyệt vời và coi thường người khác, làm cho cái sự ngạo mạn nó sanh khởi, vì hơn, vì thua, vì bằng. Chính cái đó làm cho tâm tham sanh khởi, tâm sân nó bộc phát và tâm si không biết đúng sai như thế nào. Alo, 6:30 buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc. Với câu Phật ngôn này, mặc dù có nhiều vị đến với đạo tràng khó khăn, nhưng mà tinh thần của quý vị rất là tuyệt vời, và sự nhiệt tình của quý vị đã đem lại cho đạo tràng những cái điều lợi ích chung. Đây là một điều mà chúng tôi rất là hoan hỷ. Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tham thiền xuyên qua lục vô biên, chư toàn giác độc giác và thiên văn chính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ rum Phật giáo Nam truyền được an lạc tịnh lạc. Tên là sanh tên là số phi vô vô tụ sập bạch đà. Do lời chân thật này kính dân và phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Xin mời sư cùng nhật và chúng ta kết thúc buổi sinh hoạt tại đây. Cùng ma quân khủng bố bậc đại ẩn cặp lắm bằng pháp bố thí độ do nhờ cực lực này được hạnh phúc thù thắng. Dạ xoa càng ưng hạnh hơn dự. Hơn hẳn cả ma vương trọn đêm dài chiến đấu. Bậc đại ẩn cảm thắng bằng nhiều cuộc nhẫn nại. Nhờ Phật lực này được hạnh phúc thù thắng. Khôi báu đang xây xưa quá độ, kinh khủng như lửa rừng, như sấm sét bão luân. Bậc đại ẩn cảm thắng bằng cách trải đức từ. Phật lực này được hạnh phúc thù thắng. Kẻ đeo vòng ngón tay đang kích động vung kiếm, chạy theo ba do tuần thật vô cùng hung hãn. Bậc đại ẩn cảm thắng bằng ứng hóa thần thông. Do nhờ Phật lực này được hạnh phúc thù thắng.
tăng bụt bằng vợ như phụ nữ mang thai. Xin cho vô khống Phật giữa đạo tràng thánh chúng. Bậc đại ấn cả thắng tặng hiền hòa an tịnh. Do nhờ phần lực này được hạnh phúc thù thắng, người chối bỏ sự thật nhận mọi cờ lục tiếp. Sách ca ca tự phụ nhưng tâm lại rối mù. Bậc đại ẩn cảm thắng bằng bút tuệ sáng soi. Do nhờ phật lực này được hạnh phúc thù thắng, trong Chúa có tiếng đạt thần lực. Trưởng lão Mục Kiền Liên biến thân rồng điều phục. Cảm thắng bằng chỉ dạy thần thông. Do nhờ phật lực này được hạnh phúc thù thắng, Phạm Thiên Tân Đa Ca có thần lực chói sáng. Thanh tịnh nhưng chấp kiến như rắn độc cắn tay. Bậc đại ẩn cảm thắng bằng linh phương tuệ huyệt. Do nhờ phật lực này được hạnh phúc thù thắng, người nào hằng tụng niệm đêm ngày không mỏi mệt, tắm cạnh ngôn phật lực về hạnh phúc thù thắng. Khi đã đoạn trừ mọi chủng loại thống khổ,